Dạ rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây lộc quân. Cây này cũng nó cũng thành phẩm luôn rồi. Tại vì lộc quân này nó tầm này thì nó cũng ok rồi cả nhà. Đó. Rồi cây này có mã số là 63 nha, mã số 63. Tổng hoành nha. Cái hoành đo xét gốc ở đây đo được là 74. Hoành gốc ở đây đo được 74 nha. Rồi cái hoành hoành trên đây nè. Hoành trên đây mình đo được là 56. 56 nha. Cây cao. Cao đến ngọn luôn nha. Là 165. 165 nha. Rồi chậu nuôi nè. Chậu nuôi là 85 lọt lòng. Chậu nuôi 85 lọt lòng nha. Đó, cây này cây khủng luôn. Rồi cây này nếu mà nhà mình xem tham khảo, nếu mà ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Mã số là 63 lộc quân. Đó. Tại mấy cái cây này nó nhạy cảm ở cái chỗ phí ship á. Nên là mình tùy theo cái nơi, cho nên là mình sẽ có cái mức phí ship nó khác nhau. Tại bên mình là thích báo luôn cái giá bao ship cho nó tiện. Rồi mã số 63 nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Lộc quân bonsai. Tay cành khá là lớn rồi. Xin qua cây này luôn nha.